Dọc hai bờ sông Đà vào thời điểm chiều 4 tháng 8, nước lũ đầu nguồn từ tỉnh Sơn La đổ về, thủy điện Hòa Bình vẫn đang mở một cửa xả đáy, nước sông lên cao, đục ngầu và sóng lớn. Gần chục bãi tắm tự phát hình thành mà không có cơ quan chức năng nào quản lý. Mặc dù khi tắm sông, nhiều người dân cũng ý thức được phải mặc áo phao, mang theo vật dụng cứu hộ cần thiết, nhưng mối nguy hiểm đuối nước vẫn luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tôi thường xuyên cho các cháu ra đây tắm, vợ con đây tắm. Nhưng mà để đảm bảo an toàn là tôi cho các cháu là cứ phải mặc đầy đủ áo phao vào. Nếu mà mọi người mà cho trẻ con đây tắm mà không cho mặc áo phao xuống đây thì quá nguy hiểm. Nếu mà xả to tắm càng thích chứ. Tại vì nó còn là sóng sướng hơn sóng biển ấy. Nên là ngày nào cũng đi tắm, cứ càng sóng càng thích. Thì thành phố cũng rất là quan tâm và chỉ đạo các phường xã tích cực rà soát xét và đồng thời coi như vậy khuyến cáo bà con không lên tắm sông để đảm bảo an toàn đến tính mạng của nhân dân. Đồng thời, trong quá trình đó thì thành phố cũng đã phối hợp với đoạn đường sông số 9 cũng như là cảnh sát giao thông đường thủy thường xuyên rà soát xét để xem xét và lắm bắt cái tình hình trên.